học ở đây thì cháu được thầy cô dạy máy chiếu và dạy những môn khác và cháu rất là vui ạ. Em là một người phụ huynh ở trên này thì em cũng gửi lời cảm ơn tới các thầy cô giáo cũng như đảng và nhà nước cũng đã quan tâm đến đồng bào của dân tộc Mông và cũng như điểm trường Bản Tèn này. Đối với các chế độ học sinh thì nhà trường triển khai rất là kịp thời và hỗ trợ các em về phần chi phí học tập thì sẽ tuyên truyền, vận động. Ưu tiên đầu tiên là mua sắm đồ dùng học tập cho các con. Tuyên truyền cho các con là đi học đầy đủ 100%. Đặc biệt là các em lớp 1 rất là bé mà các em phải đi bộ đến trường 1-2 cây số, đường rừng, đường bộ và đường đèo rất là khó khăn.